Vụ bé trai lọt vào trụ bê tông, diễn tập sơ bộ các biện pháp cứu hộ. Nhằm rút ngắn thời gian, các lực lượng cứu hộ đã triển khai diễn tập sơ bộ các biện pháp cưa, các ống cọc chuyên dụng để đưa bé trai lọt vào trụ bê tông ra ngoài. Từ đêm ngày 3 tháng 1 đến 11 giờ ngày 4 tháng 1, công tác cứu hộ vẫn đang được Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đồng Tháp thực hiện khẩn trương nhằm cứu nạn em bé lọt trong ống bê tông. Phương pháp khoan guồng xoắn thực hiện ở độ sâu đáy cọc bê tông khoảng 34 mét. Tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực đã được huy động tối đa cho công tác cứu nạn em bé. Tuy nhiên, do điều kiện lẫn địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Dự kiến sau khi hoàn thành công tác khoan làm mềm đất sẽ cho tiến hành nhổ cọc bê tông. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến sáng nay các lực lượng cứu hộ vẫn triển khai các biện pháp khoan guồng xoắn. Đây là kỹ thuật được áp dụng liên tục từ đầu cứu hộ và vẫn đang duy trì. Hiện đã có những cọc đã khoan đến độ sâu 34-35 mét, tức độ sâu ngang với đáy của cọc ống có em bé gặp nạn trong đó. Kỹ thuật bơm xoáy bằng áp lực nước cao cũng đã được triển khai trong đêm, nhưng kết quả vẫn còn hạn chế, do đó đã tạm dừng để ưu tiên cho kỹ thuật khoan guồng xoắn. Dự kiến trong chiều ngày 4 tháng 1 sẽ phá vỡ, làm tan rã các phần đất còn lại trong lòng ống có đường kính 1,6 mét, sau đó từng bước tiếp theo sẽ đưa từng ống cọc lên, đồng thời cắt ra từng đoạn để thực hiện cứu hộ trên mặt đất. Ông Bửu thông tin thêm về diễn biến vụ việc. Theo ông Bửu, nhằm rút ngắn thời gian, các lực lượng cứu hộ và đơn vị phối hợp cũng đã triển khai thực hiện diễn tập sơ bộ, các biện pháp cưa, các ống cọc chuyên dụng. Hiện công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn, liên tục với tinh thần khẩn trương. Sáng cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuật cùng các chuyên gia, công an, quân đội đã đến để hỗ trợ thêm cho công tác cứu nạn bé trai bị kẹt trong cọc bê tông. Trước đó, vào trưa ngày 31 tháng 12, Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, cùng ba bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen nhặt phế liệu và không may bé lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét. Lúc này các em đi cùng liền kêu cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường giải cứu bé trai.